Dạ, rồi em xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay là ngày 17 tháng 1 năm 2024 thì kênh lan rừng của Thái Huy tiếp tục lại là một số loại phong lan rừng ở cả nhà nha. À, thì hôm nay em về hàng rất là nhiều hàng có đủ cho cả nhà mình sưu tầm nha. À, thì đùi gà dẹt này, à, đùi gà dẹt này, rồi đùi gà tròn, à, rồi chả hạt cả nhà, chả hạt có rất là nhiều loại luôn và đều có đủ hết. Chả hạt lục bình này, à, lục bình thì đang sưng nụ rất là nhiều luôn, về cho hết Tết luôn nha. Rồi giá hạt Pháp nha cả nhà nha, à, giá hạt Pháp thì nụ chi chít luôn rồi, à. Rồi giá hạt năm cánh trái hồng hồng, năm cánh trái hồng hồng thì nụ cũng bao la bát ngát luôn cả nhà. Rồi giá hạt chấp Mỹ này, à, rồi Hawaii này, rồi sơn thi tiên nữa nha, sơn thi tiên những chậu hàng thuần nó cực kỳ đẹp luôn như thế này, thân to mập, rồi kiều vuông lộc bát này, kiều trắng này, à, trầm cổ cả nhà, rồi hạt đỉnh, rồi cái hồn hạt vàng mặt đen, nói chung là rất là nhiều loại luôn mà. Đa số là hàng đã có nụ cho cả nhà mình này. Về chơi hoa Tết nha. Thì bên em bán thì chưa bao gồm phí vận chuyển nha cả nhà nha. Phí vận chuyển thì 30.000 cho một đơn hàng. Cả nhà mình mua có thể mua nhiều đơn cược lại thì tiền ship khoảng 30.000 thôi. Đó. Thì em sẽ vô từng hình luôn cả nhà. Thì đầu tiên là cái hình số 1 hạt đỉnh cả nhà. Hạt đỉnh thì hôm nay là vì hôm nay cô chú anh chị mua rất nhiều, hôm nay còn duy nhất hai chậu luôn và em cũng sẽ không có nhập về nữa, còn hai chậu duy nhất thôi cả nhà. Đó, thì 120.000 một chậu nha cả nhà nha. Hôm trước thì một từ 150 một chậu quá nha, nay thì còn hai chậu xả luôn cả nhà mình, giá 120.000 chậu thôi, hạt đỉnh đỏ nha cả nhà nha, hoa đây cả nhà. Thì những chậu nhỏ như thế này là chủ yếu về cô chú anh chị lấy giống thôi, còn những cái nụ này thì về cũng chơi được hoa, cũng ngắm được hoa cả nhà. Thì chậu này 120 này, đó, nó như thế này thôi cả nhà, đó, chủ yếu về chơi xong hoa lấy giống nha cả nhà nha. Đó, chậu này cũng vậy cả nhà, chậu này thì cũng cái ngồng hoa nữa rồi, bên này thì còn có ngồng lụ này. À, em vẫn bán 120 nó như thế này. À, về cô chú chị mình lấy giống nha. Thì còn hai chậu duy nhất, giá thì 120.000 một chậu nha cả nhà nha. Rồi qua hình số 2 thì em lên cái hoa phi hạt lá biên hoa vàng, đó, lá biên như thế này. Thì mà hoa đây cả nhà, hoa nó to và đẹp cực kỳ luôn. À, rất là to như thế này. À, và cái cánh của nó cũng là cánh viền trắng luôn cả nhà. Cái lá nó viền trắng như thế này. À, cái cánh hoa này khi nó nở ra nó cũng viền trắng luôn, à, cái lưỡi cũng viền trắng luôn, đó, hoa vàng mắt nâu đỏ rất là đẹp luôn, hoa cực kỳ là to luôn đó nha, đó, rất là to như thế này, đó, to lắm. Rồi thì hình số 2 này thì cái chậu này 100.000 nha cả nhà nha, 100.000 có một cái thân này và một cái thân như thế này, à, và hai cái mầm tơ. Và nữa trước cái dòng này thì cái thân cổ này nó nứt như thế này không quan trọng nha cả nhà nha, nó không quan trọng là thì nhiều lúc nó mọc nó căng quá nó bị nứt thân thôi. À, chứ không có vấn đề gì đâu, không có sợ hư cây gì đâu cả nhà. Mầm tơ lên hai mầm này. Thì chậu này là 100.000 hình số 2 nha. Số 3 thì 101 cả nha. Số 3 thì 101, chậu này cũng hai thân này. Đó, những cái thân thì nó nứt như thế này cả nhà. Nó không vấn đề gì đâu, nó vẫn cho hoa bình thường cả nha. Đó. Thì chậu này hai thân và được ba cái mầm gốc này cả nhà. Ba cái mầm gốc lên rất là khỏe luôn. Rồi hình số 3 này giá 101 chậu này. À, số 4 thì có 101 con chậu đó nha, chậu này có hai thân, à, thân cao ở nhà, thân dài thân cao, à, những cái thân nó nứt như thế này thì không quan trọng đâu cả nhà, nó không có bị hư hao gì đâu nên cả nhà yên tâm. À, thân mập thân to và cũng được hai cái mầm gốc, chậu này cũng 101 nha cả nhà nha. À, cái hồng gạt lá biên rất là đẹp như thế này, 101 chậu thì bốn hoa này cả nhà, hoa nó đẹp lắm, nở lâu tàn cực kỳ, nở bữa giờ hôm nay bắt đầu thực sự cái hoa nó mới lên chủng màu, căng hoa rất là đẹp luôn. Đây này, hoa viền trắng, thẫm nâu đỏ, đẹp, rất là sai hoa, hoa to cực kỳ, hoa rất là to đẹp như thế này, hoa đẹp lắm cả nha, nó có giống này nhỉ cả nhà nha. Rồi 101 là hình số 4 nha. Tiếp theo là hình số 5, số 5 thì cũng là cái hoa viền hạt, 140 hoa vàng mắt đỏ. Nó cũng là cái dòng này, hoa cũng như vậy cả nhà ha, nhưng mà cái hoa nó vàng, nó không có biên trắng như thế này nha cả nhà nha. À, vì cái dòng này lá thường, à, lá thường thì đây, một chậu như thế này em vẫn bán như mọi khi thôi, 140.000 một chậu nha cả nhà nha. Hàng thì có, bắt đầu đang sưng mắt nụ hết rồi, à, 140.000 một chậu như thế này. À, những cái mầm gốc lên rất là khỏe này, à, được tầm có 4 thân, một chậu tầm 4 thân, 4 thân này là thân chuẩn bị hoa nha cả nhà nha, chuẩn bị hoa đó, nói chung mình cũng đã kích nụ rồi. À, chuẩn bị hoa một chậu như thế này tầm 4 thân và mầm gốc lên rất là khỏe luôn. À, thì giá 140.000 một chậu nha, đồng giá nha. Đó, nói chung là cái chậu em rửa rồi em bán vẫn bán là 140.000 một chậu, hoa nó là hoa như thế này,
nhưng mà nó không có viền trắng thôi cả nhà, cũng một triệu thôi. Và cái dòng này như cái với cái dòng này thì cũng là một cả nhà, thì cho qua cái dòng này lá nó biên thôi. Đó, lá nó biên thôi chứ còn nó chắc là một rồi. Đó, hoa nó to và đẹp cực kỳ cả nhà. Đó, to như thế này, hoa nó màu vàng hết luôn và hồng nó đỏ như thế này, không có cánh trắng, không có viền trắng như cái hoa này như cả nhà nha. Đó, thì cái dòng này thì lá nó biên thì cái hoa nó cũng biên luôn. Rồi 140.000 một chậu, chậu thân cao thân mập, chậu 4 thân. Rồi qua số 6 thì kiều trắng cả nhà, kiều trắng, kiều trắng tinh khôi luôn nha cả nhà nha. Hả, kiều này là dòng kiều đột biến đó cả nhà. Hình số 6 này thì 300.000 này cả nhà này, một chậu kiều trắng này. Đó, thân mập thân to, chậu này nó có nhiều thân nụ nữa cả nhà này, hai cái nụ này và cái này là ba cái nụ nữa này. Đó, nụ này về chúng tết cả nhà mình được cắm hoa luôn. Thân mập thân khỏe, lá đẹp cả nhà, lá mong mướt vượt là gì. Đó, một chậu kiều trắng như thế này được chưa. Đó, thân mập cao nụ, chậu này thì nhiều thân. À, tính cả những thân nhỏ như thế này, những cái thân này, một thân, hai thân, ba thân, bốn thân trưởng thành. À, và mấy cái thân nhỏ này không tính nha, mấy thân nhỏ không tính. Chậu này thì đẹp quá nha, lá bóng mượt luôn. À, chậu này thì 300.000 nha. Nụ này được 5 cái nụ. 300.000 hình số 6. Số 7 cũng là một chậu kiều trắng luôn. À, kiều trắng tinh khôi nha cả nhà nha. À, kiều đột biến 300.000 luôn. Chậu này thì được 3 cái thân cho hoa này. À, và một cái thân nhỏ dưới này. À, chậu này thì cũng 300. Riêng cái chậu này thì nụ bao la bát ngát, thân cao nha. Cái này 3 nụ này. Cái này 4 nụ này cả nhà. Thân này 4 nụ luôn này. À, và cái thân dưới này 2 nụ nữa này. À, kiều trắng nha cả nhà nha. Chậu này cũng 300.000 cả nha. À, về chuẩn bị chơi hoa Tết luôn cả nhà. Rất là đẹp như thế này. À, thân rất là khỏe, rất là mập nha cả nhà nha. À, thân này 4 nụ hoa luôn. Thằng này 3 nụ hoa luôn, và thằng này 2 nụ hoa luôn. À, kiều trắng 300.000 hình số 7 nha, chậu này nha. Rồi đẹp lắm. Rồi tiếp theo là hình số 8 thì kiều vuông lộc bắc cả nhà. Ở hàng này thì về cả nhà mình làm có thể làm hoa chơi hoa đầu xuân nha cả nhà nha, vì hiện tại thì nó mới có sưng mắc nụ, chưa có nụ chắc không kịp Tết rồi cả nhà, nên em bán là bán ra là xuân. À, một chậu như thế này. À, rất là đẹp như thế này, nhiều thân, thân mập, thân to, thân cam. Thân cao. À, kiều vuông lộc bắc nha, 220.000 cho cái chậu này cả nhà, 220 cho cái chậu này. Thân mập to, à, mắc nụ thì nó cũng đã bắt đầu sưng rồi cả nhà này. À, bắt đầu sưng rồi anh này, bắt đầu sưng hết rồi. À, bắt đầu sưng, những cái mắc nụ sưng tròn hết rồi. Thì cái này khả năng là ăn Tết xong tầm cỡ mùng 4 mùng 5 thì bắt đầu nó sẽ nở hoa cho cả nhà mình được ngắm, gọi là ngắm hoa đầu sưng cả nha. À, chậu này thì 220 nha, hình số 8 nha, 220, rất là đẹp như thế này. Rồi qua hình số 9 thì cũng một chậu kiều vuông lộc bắc luôn, 220.000 một chậu cả nha. Chậu này nhiều thân này, xâm xê luôn. À, rất là nhiều thân luôn. À, một chậu như thế này, rất là đẹp như thế này. Giá 220.000 nha. À, những cái thân này rất là mập luôn nha. À, những cái thân này đã đầu năm cho nó hoa thì rất là đẹp luôn. À, chậu này nhiều thân lắm. Ừ. 220 nha. 220.000 cho hình số 9 này. Chậu thân to đẹp. Rồi qua hình số 10 thì chậu này 201 này cả nhà này, 210.000 cho một cái chậu kiều vuông lộc bắc. À, chậu rất là đẹp như thế này. À, rất là nhiều thân luôn. À, về ra đầu năm chơi hoa nha cả nhà nha. À, đầu năm chơi hoa. Rồi hình số 10 này 201. À, chậu này đẹp quá nha, nhiều thân, thân đều đẹp. Tiếp theo là hình số 11 thì cũng là 201 luôn cả nhà này. À, có một chậu này. À, đẹp chưa? Rất là nhiều thân. Đó. Lá mít bầu rất là đẹp luôn. Ừ, chậu này thân, thân thủ nó lù rồi, mắt tụ nó sưng rồi cả nhà này. Đó, thân thủ nó lù to đẹp. Đó. Chậu này rất là đẹp luôn. Đó, lá mít tròn xe luôn cả nhà. Đó, lá tròn xe luôn. Chậu này 201 luôn nha cả nhà nha. Đó, chậu này đẹp. Một chậu kiều vuông lộc bắc 201 hình số 11 này. Thân mập. Rồi hoa hình số 12 thì là cái Hawaii cả nhà, Hawaii trắng này, còn mấy chậu Hawaii trắng này 80.000 chậu nha cả nhà nha. À, xuống lá rồi, xuống lá rồi, chuẩn bị nước lũ cả nha. Này cái bông Hawaii trắng to và thơm cực kỳ cả nha, hoa trắng tinh khôi. À, không có cái gì hết, trắng hết luôn, mũi trắng luôn cả nha. À, thơm cực kỳ luôn, hoa to thực sự rất là to cả nha, Hawaii này. Đó, và những cái thân này thì đang bắt đầu sưng bắt lũ cả nha. À, như cái thằng này nữa hai hoa trước nhưng mà vẫn còn mắc lụ sưng như này cả nha. À, thì mầm gốc cũng đang lên, chậu này
80.000 nha. Hawaii trắng nha cả nhà nha. Đó, chậu này thì nhiều thân 80.000 luôn. Chậu kia thân to hơn. À, cũng nhiều cả nha, cũng 80.000 một chậu, hình số 12 nha. 80.000 chậu Hawaii trắng. Họ to ghê lắm cả nhà. To và thơm, nở thơm cực kỳ luôn. Hoa trắng tinh khôi. À, hình số 2 đồng giá 2 chậu 80.000 chậu. Số 13 thì lên cái trầm cổ cả nha. Trầm cổ hiện tại cũng đã thắt ngọn hết không? Chuẩn bị cũng xuống lá cho hoa cả nha. Giờ mà chắc khả năng là cho hoa đầu năm luôn cả nha. À, những cái thân như thế này xuống lá rồi em thấy bắt đầu hình như nó muốn sưng được nha, muốn cộm rồi. Thì em bán trầm cổ này đồng giá là 100.000 một chậu nha, một chậu trầm cổ như thế này. À, cũng khá là nhiều thân đó, tầm cỡ 6-7 thân, 5-6 thân. À, đồng giá là 100.000 một chậu nha, lan trầm cổ nha cả nhà nha, còn được mấy chậu nữa cả nha. Hình số 13 100.000 một chậu lan trầm cổ nha. Nó trầm thì hoa rất là thơm và hoa màu tím đậm đẹp cả nha. Đây em mở cái mặt hoa lan trầm cổ cho cả nhà mình xem. Đó, trầm cổ. Nhằm đợi em tí nha, lấy cái mặt hoa trầm cổ cho cả nhà xem. Đây này cả nhà. Đó, một màu tím rất là đẹp luôn. Và đặc biệt hoa rất là thơm nha. Tiếp theo là qua hình số 14 làm lên sơn thủy tiên nữa nha. Thì 170.000 một chậu, đồng giá 170.000 một chậu, một chậu như này rất là nhiều thân, hàng đã kết nụ rồi. Riêng cái chậu này thì cân hàng rồi không, chắc tầm 1 kg rồi. Đó, em bỏ nguyên cái chậu lên thì qua em cân lên tầm cỡ 1,2 kg, 1,1 kg. Cho nguyên cái chậu thì giá thể đồ này thì cho tầm cỡ 1 lạng đến 2 lạng thôi. Tại vì cái này chủ yếu là cái bộ rễ nó bám hết bên này nặng, thì lại thân thủ nó mập đó nha. Riêng hàng rời không thì cả nhà mình cũng đã mua tầm cỡ 178.000 một kg sơn thủy tiên rồi, mà bán hàng thùng như này, chậu này cũng gần tương đương với 1 kg thì bán giá cũng 170.000 một chậu đó nha. Thân mập, thân to, rất là đẹp luôn. Và hàng thì đã kết nụ rồi, khả năng về cho nhà mình ngắm hoa đầu năm luôn nha. Ở những cái mầm gốc lên rất là khỏe luôn đó nha. Thì em bán đồng giá là mỗi chậu như thế này là giá 170.000 như cả nhà nha. Đó, bỏ lên ký con thì chắc hơn 1 kg luôn đó nha. Đó, nguyên chậu, nguyên cây. Đồng giá nha, 170.000 một chậu, thân mập, thân to. Hàng đã làm nụ rồi, bán đồng giá là 170.000 một chậu nha. Sơn thủy tiên nha cả nhà nha. Hàng cực kỳ là đẹp như thế này. 170.000 một chậu. Dòng này thì hoa vàng thơm, cực kỳ thơm. Tiếp theo là con số 15. Chớp Mỹ nha cả nhà nha. À, là chớp Mỹ. Chớp Mỹ thì cả nhà mình ngắm cái mặt hoa này, chớp Mỹ. Hoa rất là đẹp luôn. Hiện tại hàng đang nụ về cả nhà mình chơi hoa chuẩn Tết luôn nha cả nhà nha. Chuẩn vào dịp Tết luôn. Đây mở cái mặt hoa của lan chớp Mỹ cho cả nhà mình xem. Đây cả nhà, chớp Mỹ nha. Đó. Đây là dòng lan chớp Mỹ, hoa rất là đẹp như thế này. Đó, và cái chậu số 15 này, chậu này được 5 thân cả nha. Có hai thân cực kỳ to và nụ này, nụ này thì về chuẩn Tết luôn cả nhà này. Ở đây tới tầm có 20 ngày, hơn 20 ngày nữa thì nó nở. Trước tầm có 6-7 Tết nữa là được rồi cả nhà. Thì mình chơi qua Tết là chưa. Thì qua tới mùng 1 Tết là cái hoa căng lên rất là đẹp luôn. Đó, và hiện tại 5 thân, những cái thân này cũng lú nụ là cả nhà này. Đó, chậu này được 5 thân. Đó. Chậu này 140.000 nha cả nhà nha. Hình số 15 140.000. Hai cái thân dài. Nếu mà thẳng thân ra thì tầm cả mét một thân cả nha. Còn ba cái thân này tầm cỡ 5-60 phân. Nụ này. Những cái thân luôn nụ. Em cầm lên cầm xuống sợ nó đụng nụ thôi chứ. Em để em quay cho cả nhà mình xem. Đó, chậu như thế này. Mầm gốc đang lên rồi cả nhà này. 140.000 cho cái chậu. 5 thân này nha cả nhà nha. Chớp Mỹ nha cả nhà nha. Hình số 15. Hôm nay mặt hoa rất là đẹp đó nha. Rồi qua hình số 16 thì chậu này 4 thân này. Nụ lên cả nhà này. 4 thân. Mầm gốc cũng đang lên. Hai chậu này 4 thân nụ đều hết luôn cả nhà này. Nụ đều đẹp này. Chậu này là 101 nha cả nhà nha. 4 thân, thân nó nhỏ nó ngắn hơn. Thì 101 ở cả nhà mình có thể cảm nhận được cái thân này nhỏ, cái thân này rất là nhiều, cái thân này nhỏ nó nhiều. Thì 101. Hình số 17 cũng 4 thân luôn, 101 cả nha. 4 thân chấp Mỹ này. 101 cũng đang nụ này. Đó, nụ này. Đó, nụ này. 101 hình số 17 nha, cũng 4 thân luôn. Chấp Mỹ nha. 101 một chậu, hình số 17. 18 thì chậu này 3 thân nhưng mà thân mập, thân dài. 101 luôn cả nha. Đó, và mầm gốc đang lên rất là nhiều này cả nhà, mầm gốc lên. Nụ này cả nhà, thân nụ này. Nụ này. Ba thân đều có nụ anh nha. Đó. Hình số 18 là 101 chấm Mỹ nha.
Và số 19 thì hình này 90.000 cả nhà này, có hai thân dài. À, hai thân đó dài và lũ này, thân mập chứ cả nhà. Thân mập. À, đây cả nhà để đứng lên cả nhà xem. À, hai thân như thế này, thân to mập dài và hiện tại mầm gốc còn đây mầm gốc lên rất là nhiều luôn cả nhà này. À, để lên để xuống sợ là được đủ thôi. À, thân mập, thân to. Còn đây 90.000 cả nhà, hình số 19 nha. Chốt Mỹ nha cả nhà nha. Đó, anh em lên từng hình cho cả nhà mình chọn nha. Có hoa rất đẹp thôi nha. Rồi tiếp theo là số 20 làm bên kia năm cánh trắng hồng hồng đó nha. Ui trời, cái chậu này nó 1 2 3 4 5 6 thân lũ gì bao la bát khác luôn. Lũ này lũ này lũ từ gốc tới ngọn nó quá trời lũ luôn. Lũ này trời, cái chậu này lũ không biết chưa. À, lũ này đó, và mầm gốc đây. Nhà mình coi mầm gốc lên rất là nhiều như thế này nè. À, nhiều mầm gốc lắm. Thì cái chậu này hình số 20 là 130.000 nha, cho cái chậu giá hạt 50 tấc hồng hồng xách lên xách xuống thì chờ gãy nụ coi nha. Nụ nhiều lắm, nụ bao la bát khác, hoa đẹp luôn nha. Đây là 50 tấc hồng hồng nữa, rất là lâu tàn luôn nha. À, cánh trắng tinh khôi hồng hồng, mũi hồng rất là đẹp như thế này. À, nữa còn này nữa, bữa nay bắt đầu mới nở tiếp coi nha. Nó mấy hoa bắt đầu mới bung này, nở lâu tàn cực kỳ luôn coi nha. À, những cái hoa này nở rất là lâu rồi coi nha. 5 cánh trắng hồng hồng nha. Rồi hình số 20 là 130.000 nha, cho cái chậu bao la bát ngát nụ rồi. Rồi qua hình số 21 cũng là một trắng hồng hồng luôn, 101 có nha. Chậu này 1 2 3 4 5 6 thân đó, cũng nụ bao la bát ngát luôn cả nha này. Nụ dường như thân nào cũng nụ có nha, nụ hết bắt đầu nước nụ hết rồi. À, dường như thân nào cũng nụ hết này. À, mầm gốc thì lên rất là khỏe như thế này rồi. À, chơi xong hoa thì mầm gốc lên sang đây mình tiếp tục lại chơi hoa nha. 101 hình số 21 nha cả nhà nha. 22 cũng vậy cả nha, cũng 101 luôn, cũng là 5 cánh trắng hồng hồng. Trời, những cái thân mập dài này lũ quá trời luôn. Chậu này thì được cũng 5-6 thân đó cả nha. À, cái thân này thì gãy rồi. À, nhưng mà mấy cái thân lũ rất là nhiều luôn này, thân mập dài này, mầm gốc này lên rất là nhiều luôn. À, mầm gốc bắt đầu nảy này. À, quá trời mầm gốc luôn cả nha, 101 luôn nha cả nhà nha. Hình số 22 nha, 5 cánh trắng hồng hồng. Hình số 23 thì chậu này 120.000 cả nha, 120.000. Chưa nhìn thấy mầm gốc lên thấy đẹp chưa coi nha. À, mầm gốc này nãy những cái mầm gốc lên rất là nhiều như thế này, qua trong mầm gốc này 120.000. Hình 23 thân này coi nha, 1 thân 2 3 4 5 6 7 thân, thân này nó 8 thân. À, thân thì nó ngắn nhưng mà thân nào cũng đủ coi nha, thân lưu đẹp đó. Tại vì thân ngắn nhưng mà nhiều thân, mầm gốc rất là nhiều luôn, đủ thì cũng bao la bát ngát luôn. 120.000 hình số 23. Rồi tiếp theo hình số 24. 24 thì chậu này 101 coi nha, cũng 5 cánh trắng hồng hồng coi nha. Ui, mầm gốc bắt đầu giờ lú coi nha, bắt đầu giờ lú lú quá trời luôn. Chậu này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 thân luôn cả nhà này. À, thì là thân nó ngắn, thân nó tầm cỡ 3-40 phân nhưng mà được cái nhiều thân, thân ngắn được cái nhiều thân, 101 luôn cả nha. Con lụ thì quá trời quá đất luôn nha. À, như thế này 101 luôn. À, 5 cánh trắng hồng hồng nha cả nhà nha, hoa đẹp rất là đẹp như thế này, hồng hồng, mũi hồng rất là đẹp luôn. Hình số 24 101 nha. À, 5 cánh trắng hồng hồng. Tiếp theo là hình số 25 là lên cái giả hạt pháp đó nha. Để cái giả hạt pháp này thì ho thì nụ thì nó bao la bát ngát luôn đó nha. Thì một chậu như thế này, hình số 25 này em bán đồng giá là 120.000 nha. À, 120.000 một chậu, chậu này chậu phi 20 đó. À, nói thân này nụ này, nụ lú rồi coi nha này. À, mắc nụ lú hết rồi. Nói chung là nụ chi chít này cả nha, bắt đầu những cái mắc nụ nó sưng lú hết như thế này rồi nè, cộm hết như thế này rồi. Thì hứa hẹn sẽ cho một cái mùa hoa rực rỡ lắm coi nha. Chậu này cũng nhiều thân lắm. À, thân nào cũng nụ hết nha. Thì một chậu như thế này đồng giá là 120.000 một chậu nữa cả nha, nhiều thân. À, những cái thân này thì thân người ta cắt, ta lấy giống năm vừa rồi cả nha. Nên những cái thân này là thân già nha, không tính nha, tính những cái thân hoa như thế này nè cả nha. Đó, thân hoa này 1 2 3 4 5 6 7 8 thân hoa này đó. Thì em bán đồng giá là 120.000 một chậu, chậu nào cũng như chậu lấy cả nha. Chứ cái chậu này cũng vậy này, chậu này có 1 thân 2 thân 3 thân 4 thân 5 thân 6 thân, thân hoa thì 7 thân cả nha nha, 7 thân hoa. Tại vì thân nó dài hơn, nó to hơn, nụ rồi cả nhà, bắt đầu lú nụ hết đó. Đây là giả hạt pháp nha, nụ này em như là dường như là thân nào cũng nụ hết nha cả nhà nha. Những cái thân đây là đều cho nụ hết. À, chậu này 7 thân thì có nụ hết. Và đây là hoa của giá hạt pháp đó nha. Dòng này hạt pháp thì hoa rất là thơm, mà hoa màu tím rất là đẹp luôn đó nha.
đó, một màu tím rất là đẹp như thế này. Đây là giá hạt Pháp nhé. Thì những cái chậu đang như thế này, 20 như thế này đó, đã đồng giá là 120.000 chậu nhé. Đó, chậu này cũng vậy cả nha. Đó, chậu này cũng vậy, chậu này thì 1 2 3 4 5 6 7 8 thân này, nói chung là thân nào thì nó cũng đều nứt nụ hết rồi cả nha này. Thân nào cũng đều nứt nụ hết rồi, mắc nụ nứt hết rồi. Đây này, thân nào cũng nứt hết luôn. Thì về cả nhà mình treo lên, treo lên thì chuẩn bị ngắm, sẽ ngắm được hoa rực rỡ luôn cả nha, một màu tím rực rỡ luôn. Thì giá hạt Pháp này đồng giá là 120.000 một chậu nha, hình số 25 nha, hoa rất là đẹp nha, màu tím. Rồi qua số 26 thì cũng là giá hạt Pháp luôn, chậu này thì 101 cả nha, cái chậu nhiều như thế này thì 101, thì thân hoa nó cũng rất là nhiều này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 5 6 7 thân hoa này cả nhà, cũng là 7 thân hoa luôn. Và đang nứt nụ rất là nhiều này cả nhà. Đó, những cái thân này làm bảo hành cho cả nhà mình, thân nào cũng có nụ hết này, nụ này cả nha. Thấy nụ chưa? Thì bảo đảm cho cả nhà mình thân nào có nụ hết nên cả nhà mình yên tâm. Chậu này thì 101 nha, hình số 26 này. Về treo lên chuẩn bị ngắm hoa luôn. Rồi tiếp theo là hình số 27. Lục bình cả nhà, lục bình trôi. Giá hạt lục bình nha. Đồng giá là 100.000 một chậu. Và chậu nào cũng hiện nay cũng đang nứt nụ hết rồi. Mắc nụ đã bung hết rồi. Nứt mắc nụ hết rồi. Thân nào cũng nứt mắc nụ hết rồi cả nhà này. Mắc nụ này. Mắc nụ này. Đồng giá là 27 là 100.000 một chậu, giá hạt lục bình nha cả nhà. Ôi trời ơi, 4 thân mập này. Thân nào cũng đều nụ hết rồi cả nhà này. Nói chung là đều nụ này. Nụ lú hết như thế này cả nha. Nụ lú hết thôi. Thân này cũng nụ rồi, nứt nụ nha cả nhà nha. 4 thân vẫn 100.000 thôi. Nói chung là đồng giá 100.000. Hoa đây cả nhà. Chậu này quay mặt hoa này cả nhà. Hoa nó màu tím lục bình cả nhà. Màu tím phớt phớt không hợp. Đang tắn như cái hoa lục bình trôi xong cũng được nha. Hoa nở rất là lộc tàn, là cánh bay, cánh bầu, rất là đẹp luôn cả nha. Giá hạt lục bình nha. Một cái chùm hoa này, rất là sai luôn, một thân rất là sai hoa luôn cả nha. Nhìn rất là đẹp như thế này. Đặc biệt rất cực kỳ là thơm luôn. Và đây này, những cái thân như thế này nụ hết rồi cả nhà này. Nói chung là hôm nay có 3 chậu thôi, đồng giá là 100.000 một chậu nha. Giá hạt lục bình nha, về kia lên cũng bị ngắm hoa luôn. Thân thủ của giá hạt lục bình nó rất là to cả nhà, rất là mập luôn. Thằng nào cũng nụ rất đẹp quá. Hoa đặc biệt là hoa thơm đẹp màu tím lục bình. Đó là hình số 27 nha, đồng giá là 100.000 một chậu. 28 thì Châu Như cả nha. Châu Như. Giá hạt Châu Như thì hôm nay còn 2 chậu. 100.000 chậu cả nha. 100.000 một chậu, và hàng thì những cái thân này xuống lá chuẩn bị cũng nứt nụ hết rồi cả nha này. Những cái thân xuống lá, có cái thân này to này. Nó bị gặp chỗ đây những cả nhà, nhưng mà cả nhà yên tâm, nó vẫn cho hoa cả nhà ngắm bình thường, không có vấn đề đâu. Thân nó bằng mập căng như thế này. Đó. Thì em bán em quay ra, chậu này 100.000 nha. Đây là giá hạt Châu Như này. Chậu này cũng 100.000 này. Chậu này thì đang có mấy cái nụ của nha, và những cái thân này chuẩn bị nứt nụ hết rồi. Những cái thân này chuẩn bị nứt nụ rồi, và sẽ cam đoan bảo hành cho cả nhà mình sẽ về có hoa để ngắm nha. Đó, nụ này. Đó. Chậu này thì có 100.000 luôn. Nói chung hôm nay có 2 chậu Châu Như, đồng giá thì 100.000 một chậu nha. Tiếp theo là hình số 29 thêm lên một chậu đuôi gà tròn này. 150 nha cả nhà nha. 150 cho chậu đuôi gà tròn đang có nụ. Nụ này về chơi chung Tết không cả nhà. Nhầm đuôi gà thì nở cũng rất nhanh đó. Nụ này. Đó, lúc nụ rồi cả nhà. Thì cái chậu như thế này, đuôi gà tròn nha. Đó. Rất là đẹp như thế này. Đó, 150 nha. Đang có nụ quá nha. Đang có nụ về ngắm hoa Tết luôn, hình số 29 150 này, những cái thân dài này vẫn nứt nụ luôn cả nhà. Nụ đó đó. 150 cho hình số 29. 30 làm lên cái đuôi gà dẹt đó nha. Cũng 150 một chậu luôn. 150 một chậu, và hàng này thì đang sưng mắc nụ hết rồi. Và em sẽ bảo hành cho cả nhà mình sẽ có nụ có hoa lên ngắm nha. Hiện tại thì mắc nụ đang sưng hết rồi. Nói chung là hàng này vừa mới làm hoa cách đây vài hôm, và mình sẽ cam đoan cam kết cho cả nhà mình sẽ có hoa để ngắm nha. Đó, một chậu như thế này em bán đồng giá là 150 đuôi gà dẹt nha cả nhà. Đó, những chậu đẹp như thế này, thân tơ đầy đủ nha, thân tơ thân hoa đầy đủ. Đó, những cái mầm tơ lên mướt mừng mượt hết như thế này trong này cả nhà này, và những cái thân này đã làm hoa rồi, sưng mắc nụ hết rồi. Đó, sưng mắc nụ hết rồi thì em bán đồng giá là 150 một chậu, 150.000 một chậu nha.
chậu nào cũng như chậu đấy đó nha, những cái thân đã làm hoa xong và hiện tại bắt đầu đang sưng ở đây coi nha. Là hình số 30 đồng giá 150 một chậu này, đã qua hình số 31 đây này, như cái chậu này thì em cũng đang làm hoa và hiện tại thì nụ chi chít luôn đó, để mình làm hoa trước hơn những cái dòng này thành thứ nó ra hoa sớm hơn, còn này làm hoa muộn hơn chắc 5-7 ngày cả nha. Nên hiện tại bây giờ bắt đầu nó mới sưng thôi, nụ hoa đưa vào diện này đó, nụ này đó, những cái thân nụ này. Ồ, nụ này nhà thấy nụ chưa, và nụ này, chậu này thì nụ này quá trời nụ luôn đó nha. Nói chung là cái chậu này thân nào cũng nụ này đó, và một đống như thế này. Chậu này hình như là toàn bộ là thân nụ hoa cả nha. À, vì em làm rất là nhiều nụ này, ôi trời nụ này, thấy chưa, cái nụ chưa, nụ này à, nụ hết luôn, những cái thân như thế này nụ hết luôn này. À, mắc hoa là cái nha, hoa nụ như thế này thì về em cam kết bảo đảm cho cái nhà mình nên chuẩn vào Tết luôn, chắc chắn 100% luôn, bảo hành cho cái nhà mình sẽ nói chuẩn vào Tết đó là gì. Em đã nói ở khu vực miền Nam như cái nhà nha, trong miền Bắc thì khả năng giờ nó lạnh thì em không có cam kết được, còn đi ở miền Nam cam kết cho cái nhà mình nụ chuẩn 100% là hoa Tết luôn. Đó, đây nè, sưng bắt đầu hết rồi. Chậu này thì 170.000, hình số 31 nha, và rất là nhiều thằng hoa này. 170.000 rất là rẻ lắm cô chú anh chị, mình nhanh tay sưu tầm cái chậu này về được ngắm hoa Tết nha. À, những cái thân này vẫn có nụ bình thường. À, thân này thân nào chưa hoa thì em làm sẽ clip nụ thôi. À, đây này, nụ này. À, quá trời nụ luôn, và dường như cái thân nào cũng có nụ là cái nhà rất nụ này. Đó thì chậu này 170.000 nha, hình số 31 nha, và cái chậu này nói chung em làm trước thì nó hoa, còn những cái chậu này làm sao hơn mấy ngày thì nó sẽ ra hoa muộn hơn một tí nha các nhà, cái nhà mình yên tâm. Dòng này thì về thì ở khu vực miền Nam thì khả năng là chơi hoa trúng Tết hết luôn nha, dòng này thì kích tới gì nữa tầm có một tháng rồi đó nha, em thấy nó rất là nhanh, chắc là do khí hậu trong miền Nam thì nó nóng hơn thì nó sẽ nhanh ra hoa hơn, còn ở ngoài Bắc thì em không có bảo đảm nha cả nhà nha. Dòng này khu vực miền Nam thì ok 100% chuẩn hoa Tết luôn. Rồi hình số 31 là 170 nha, chọn rất là rẻ nha. Rồi hôm nay lên được bao nhiêu đó, cô chú anh chị sưu tầm được cái hình nào thì alo cho em nha, số điện thoại có để lên tiêu đề cả nha. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em ạ, em chào tất cả mọi người nha.